Xin chào tất cả các bạn, hôm nay shop công nghệ alo.vn xin giới thiệu các bạn một dòng máy in thông dụng trên thị trường. Nó chính là dòng máy in Kalon 3003. Dòng máy in này là dòng máy in tự động đảo mặt và tương thích với các dòng như Win 7, Win 10, Win 8. Bây giờ mình sẽ in test cho các bạn xem nhé. Máy in thì còn nhìn rất là mới. Đây là hiện tại đang là in ở chế độ in đảo mặt các bạn nhé. Bản in rất là nét, rất là sắc nét. Đây, các bạn nhìn thấy ạ. Về hình thức máy thì rất là đẹp. Thứ hai là máy bên shop bán sẽ gồm có dây nguồn, kèm dây nguồn này và dây USB mới và một hộp mực mới. Hộp mực mới mình đang để trong máy đang chạy rồi. Máy sẽ được bảo hành 3 tháng và giá hiện tại shop đang bán là 2,1 triệu. Các bạn có thể để lại số điện thoại dưới video hoặc có thể gọi trực tiếp qua số hotline là 0915 46 40 0000 hoặc qua trực tiếp địa chỉ là số 38D đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để xem máy và mua hàng nhé. Shop có thể shop là bán trên hình thức là chuyển COD trên toàn quốc. Các bạn chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện lại và sẽ tư vấn kỹ, sau đó sẽ đóng hàng chuyển COD các bạn. Các bạn có quyền là nhận được hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán. Như các bạn thấy là mình đã in đến 15 tờ rồi. Tốc độ in vẫn đều và thứ hai là không bao kẹt giấy. Bản in rất là sắc nét. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.